Tôi là Khương Mậu là một tên cuồng tiểu thuyết, tôi thường liên tưởng nếu mình là nhân vật chính trong sách thì tốt rồi. Nếu vậy thì tiền tài, quyền lợi, hậu cung tất cả đều là của tôi. Nhưng mà ông trời lại trêu đùa tôi, bỗng lúc này đang đi thì Khương Mậu hụt chân rồi ngã xuống. Không ngờ cú ngã lần này lại đưa Khương Mậu quay trở về 9 vạn năm trước, mình đang ở đâu vậy? Đó là cái gì? Hắn khi này đã là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, đang nằm bất động cùng với một mỹ nhân, khi tỉnh dậy hắn liền giật mình. Vãi Ngọn núi trắng như tuyết ở ngay trước mắt này là thế nào, không phải mình rơi xuống cống thoát nước sao? Đây là đâu? Đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có một hệ thống hiện ra chúc mừng ký chủ đến thế giới đánh dấu 9 vạn năm. Hồn tôi xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết ư, đúng vậy, cậu xuyên đến trên người một tên bất tài. Bị phó viêm kiệt ở phòng dược vu oan nhốt vào tháp chấn ma để chịu phạt, nhị sư tỷ của cậu là mạnh bảo, không đành lòng thấy cậu chết nên một mình xông vào trong tháp. Cuối cùng cứu được cậu ra nhưng chính cô ấy lại bị thương nghiêm trọng, có vẻ vết thương rất nặng, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết sao? Hữu Nghị nhắc nhở Mạnh Bảo là một trong những đạo lữ tàng buộc với cậu trong tương lai, đường sinh mệnh của cậu và đạo lữ liên kết ở bên nhau, nếu bọn họ chết thì cậu cũng sẽ chết. Đương nhiên nếu cậu có thể sống sót tương lai tiến hành song tu với bọn họ thì có thể nhanh chóng gia tăng sức mạnh, xét thấy cậu là thể chất được chính thế giới lựa chọn. Gánh vác trọng trách đuổi yêu ma cho nên hệ thống ban cho cậu một cơ hội sống sót, hệ thống khi này liền ban cho Khương Mậu một nhiệm vụ đó là cứu vớt Mạnh Bảo trong vòng một giờ đưa cô ấy đến dược tuyển của phòng dược giúp cô ấy hồi phục, nhiệm vụ thất bại thì ký chủ sẽ được chôn cùng, cái méo, chỉ có một canh giờ thôi á. Thôi cứu người quan trọng, cô ấy chết thì mình cũng ngỏm củ tỏi. Thân thể này vẫn còn ký ức của nguyên chủ, mình biết đi dược tuyển thế nào, không ngờ thật sự xuyên đến cái thế giới đầy yêu ma quỷ quái này, đây là chấn ma tư của thế giới 9 vạn năm. Bên trong đều là người tàn nhẫn giết yêu ma không chớp mắt, có nhiều người mạnh vậy mà không cho mình xuyên vào lại để mình xuyên vào tên phế vật trùng tên trùng họ này. Khi này Khương Mậu đã đưa Mạnh Bảo đến được dược tuyền, bây giờ chỉ cần thả Mạnh Bảo vào đó thì cơ thể sẽ được tự động hấp thu dược liệu. Nhưng lúc này thì bọn người Phó Viêm Kiệt cũng đang tìm Khương Mậu. Thôi xong là tiếng của Phó Viêm Kiệt, tìm chỗ trốn trước đã. Dứt lời Khương Mậu liền nhảy xuống hồ dược tuyền, bọn người Phó Viêm Liệt cũng vừa đi tới, lục soát nơi này hết cho ta. Hai người sau khi nhảy xuống hồ thì Khương Mậu phát hiện Mạnh Bảo đang hôn mê không thể nín thở, không còn cách nào khác chỉ có thể đắc tội, hô hấp nhân tạo có thể giúp cô ấy kiên trì một hồi nghĩ xong hắn liền hô hấp nhan tạo cho nhị sư tỷ mạnh bảo của mình mạnh bảo tuy hôn mê nhưng hình như cũng đang cảm nhận được gì đó ôi cảm giác gì thế này thật thoải mái đám người khi này vẫn chưa phát hiện ra hai người đột nhiên mạnh bảo mở mắt ra liền đá khương mậu bay lên bờ khương mậu ngươi là đồ lưu manh ta cứu ngươi ra khỏi tháp chấn ma ngươi lại ăn đậu hũ của ta quá đáng giận rồi hắn vội vàng giải thích không phải như tỷ nghĩ đâu nghe đệ giải thích thế thì giải thích cho ta nghe xem chuyện là thế này đệ chưa kịp giải thích thì phó viêm kiệt đứng ngoài nói. Ha ha, hai người các ngươi chết đến nơi rồi còn ở đây chơi trò thân mật. Tự mình chạy ra tháp chấn ma chính là tội chết. Hôm nay phó viêm kiệt ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Người đâu xông lên giết chúng cho ta. Có ta ở đây bọn họ đừng hòng bắt nạt đệ. Ha ha ha, ngoại trừ hai quả đào lớn thì ngươi có thể lấy gì để bảo vệ hắn. Hôm nay bọn họ đều phải chết. Ta sẽ bám chân họ, đệ mau xuống núi đi. Đại sư tỷ sẽ đón đệ ở dưới chân núi mau đi đi. Muốn chạy đâu có dễ như vậy dứt lời hắn liền tung ra một làn khí màu xanh không ổn là khí độc bây giờ mới phát hiện sao mạnh bảo khi này cũng bị khí độc của hắn ngấm vào người không còn sức chống đỡ nhị sư tỷ cẩn thận tỷ không sao chứ đáng ghét ta muốn giết ngươi hết cách hương mậu liền hét to hệ thống mau ra đây cho ta không phải hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất sẽ được thưởng công pháp sao mau cho ta đi cuối cùng ký chủ cũng nhớ tới khen thưởng à cho cậu đó tinh thần công nó là công pháp hy hữu có thể tăng nhanh thể thuật đạt được chiến lược thông mạch cảnh trong nửa canh giờ Khương Mậu liền sử dụng nó, phó viêm kiệt ngươi bôi nhọ ta trộm tiên đàn. Lúc nào cũng nhằm vào ta, hôm nay chúng ta phải kết thúc nó. Lúc này viêm kiệt liền bất ngờ, một tên rèn thể cảnh sơ cấp sao có thể có sức mạnh lớn như vậy. Chắc chắn là ảo giác, Khương Mậu lúc này dồn hết sức đấm hắn một cái liền khiến hắn chịu không nổi mà lăn đùng ra đất. Sư đệ đệ không sao chứ, nhị sư tỷ yên tâm đệ không sao hết. Sư đệ sao ta cảm giác đệ trở nên không giống trước kia, nhị sư tỷ sao đệ cũng cảm thấy tỷ trở nên khác trước không hay rồi chúng ta đều trúng độc của phó viêm kiệt. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta sẽ chết sao? Chẳng lẽ đệ đã quên đại sư tỷ của chúng ta tinh thông y thuật, chỉ cần đến chỗ tỷ ấy thì hẳn là có thể giải độc. Đại sư tỷ đang chờ đệ dưới chân núi, chúng ta đi tìm tỷ ấy thôi. Đi được một đoạn thì mạnh bảo cũng không còn sức để đi tiếp, có lẽ đại sư tỷ đang ở gần đây. Ừm. Đại sư tỷ ở trong rừng dưới chân núi. Nói xong thì mạnh bảo liền ngất đi, nhị sư tỷ cố lên đệ nhất định sẽ bảo vệ tỷ, tỷ liều mình cứu đệ đệ sẽ không để tỷ xảy ra chuyện gì đâu, chắc là đại sư tỷ ở gần đây rồi. đúng lúc này thì đại sư tỷ nhậm quân giao xuất hiện. tiểu sư đệ lâu rồi không gặp, có nhớ tỷ không này? mới nửa năm không gặp, tiểu đệ đệ lớn thật đấy. đại sư tỷ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. sao thế? đói khát không kiềm chế như thế là muốn giết sư tỷ sao? a à, đại sư tỷ hiểu lầm rồi. đệ có chuyện rất quan trọng muốn tìm tỷ, mạng người bây giờ mới là quan trọng, đừng ngại chứ. đệ không nhớ khi còn nhỏ hai chúng ta đã vui vẻ như thế nào sao? cảnh sắc nơi đây không tồi, để ta xem sau khi lớn lên đệ có mạnh hơn không. Đại sư tỷ đừng như vậy mà, nhị sư tỷ chúng kịch độc đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi, mạnh bảo ư, đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại chúng độc, đều do tên phó viêm kiệt làm hại, hắn vu oan để lấy trộm tôi thể đan của dược phòng, muốn bắt đệ về giam giữ. Nhị sư tỷ vì cứu đệ nên mới ra nông nỗi này, độc này mạnh quá, bây giờ mạnh bảo đang rất nguy hiểm, vậy phải làm sao bây giờ? Đại sư tỷ tỷ nhất định phải nghĩ ra cách cứu tỷ ấy, đột nhiên lúc này đại sư tỷ cũng kêu lên không ổn khí độc này là vật cực âm thể chất ta và mạnh bảo đều là cực âm ta bị lây khí độc rồi cũng tại ta sơ xuất để lại đây một chút bây giờ phải làm gì đây khác đông của độc này là khí cực dương ta truyền yếu quyết giải độc cho đệ đệ tới giúp chúng tỷ loại bỏ độc âm đi đệ. đệ có thể làm được chứ thì ra đây là cách giải độc hai vị sư tỷ vì tính mạng của hai người ta chỉ có thể đắc tội rồi khương mậu nhanh chóng giúp hai sư tỷ của mình giải độc tố tiểu sư đệ ta có thể cảm nhận được khí độc rất nhanh sẽ bị loại bỏ sau một hồi thì khí độc đã được đẩy ra ngoài hết khương mậu vì bị hút đi quá nhiều dương khí nên đã ngất đi tiểu sư đệ đệ không sao chứ hai người liền đưa khương mậu về nghỉ ngơi tiểu sư đệ cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi hai vị sư tỷ chúng ta đang ở đâu vậy là khách điếm ta còn tưởng lại trở về ma chấn tư mạnh bảo liền nói chúng ta đã giết phó viêm kiệt chỉ sợ đời này đều không thể trở về nữa vậy để ta dẫn các ngươi đến một nơi rất tuyệt ở gần đây nơi mà lúc trước sư phụ để lại đó là nơi nào? Thành không thành cách đây 200 dặm, sư phụ rời khỏi trấn Ma Tư đã hai năm, rốt cuộc thì người đã đi đâu chứ? Ta chỉ biết sư phụ đến bí cảnh nào đó, còn những chuyện khác không có một chút manh mối nào, đột nhiên phía ngoài mọi người đều bị tứ gì đó quấn chặt người lại. Bọn họ nhanh chóng hô cứu mạng cứu mạng, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Có khí tức của yêu vật, cẩn thận, mạnh bảo ngay lập tức cũng bị xúc tua quấn lấy. Không hay rồi, con yêu quái này đang hấp thụ tinh huyết của mạnh bảo, đang định ra tay thì quân dao cũng bị xúc tua quấn chặt đồ khốn mau thả hai sư tỷ của ta ra yêu thú lúc này liền xuất hiện bé con thật đáng yêu ta muốn uống máu của ngươi khương mậu rất nhanh cũng bị túm treo lên lơ lửng đại sư tỷ mau tránh ra xin lỗi xin lỗi đại sư tỷ người không sao là tốt rồi hơn nửa đêm vẫn có thể gặp được người tu hành hôm nay vận khí thật tốt chỉ cần hấp thụ tinh khí của các ngươi làm chất dinh dưỡng tu vi của ta sẽ có một bước tiến lớn nhưng ta nên hấp thụ cái nào trước trong các ngươi đều rất tươi ngon A à, lại nữa à, trước tiên phải mổ từ trên người các ngươi, tiểu đệ hãy cẩn thận. Ngay lúc này hắn liền cho ba người va chạm với nhau. Cũng chính nhờ vậy mà kích hoạt nhiệm vụ chính liên kết thiên niên kỷ, để hai sư tỷ tạo ra giá trị nhịp tim cho ký chủ, giá trị nhịp tim là 100%. Có mức độ nhịp tim khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau, sau 100% có thể hợp thể song tu, cái quái lúc này còn bắt ta hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân mình còn không bảo vệ được thì làm sao cứu hai sư tỷ? Sư đệ ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ được ngươi sư tỷ cố lên ta tới cứu ngươi mỗi con quái vật đều có một lõi nơi năng lượng ngưng tụ để ta thử tấn cồn vào mặt của nó ha ha cái chân ngắn của người mà cũng muốn đụng vào mặt của ta ư dám cười nhạo ta chân ngắn ngươi mới chân ngắn cả nhà ngươi đều chân ngắn vừa nói khương mậu vừa đá vào yêu thú yêu thú cũng không chịu nổi liền hét lên đau quá dừng lại ngay khi này yêu thú đau quá liền thả ba người họ ra nhân cơ hội này khương mậu kéo tay hai sư tỷ chạy các ngươi chạy đi đâu Thấy vậy đại sư tỷ liền nói các ngươi đi trước đi, ta sẽ ngăn hắn lại, vừa rồi ta sơ suất bị ngươi cuốn lấy, bây giờ còn muốn lặp lại trò cũ, không có đâu. Nhậm Quân giao dùng kiếm đâm vào yêu thú thì ngay lập tức gãy kiếm, chuyện gì vậy, cái này sao có thể, không hay rồi. Thụ yêu này ít nhất tu vi bậc 3, chúng ta gặp phiền toái rồi, không được, ta không thể trơ mắt nhìn đại sư tỷ đi chịu chết. Chờ đã, ngươi như vậy chạy tới cũng chỉ là chịu chết, tu vi của yêu ma và con người không tương đồng, từ cấp 1 đến cấp 10 cấp thứ ba đã tương đương với tiên thiên cảnh cả ta và ngươi đều không phải đối thủ của hắn vậy thì đã sao đúng lúc nguy cấp thì hệ thống thông báo có phần thưởng mới trong hệ thống đây là kiếm phổ tình bỉ kim kiên kiếm này cần một đôi nam nữ lĩnh ngộ và đôi nam nữ cũng phải rung động lẫn nhau nếu như ngươi và nhị sư tỷ có thể cùng nhau lĩnh ngộ thì có thể phản sát thụ yêu đây đây là kiếm phổ tình bỉ kim kiên ngươi lấy nó ở đâu tỷ biết nó ư à ta có nghe nói dứt lời mạnh bảo liền tiến đến hôn lấy khương mậu tim mình sao mà đập nhanh quá chẳng lẽ nhị sư tỷ muốn trêu chọc mình, kích thích nhịp tim của mình. Khi này hệ thống thông báo nhịp tim tăng lên đạt 60%, chỉ vài giây sau tình bỉ kim kiên cô NG Pháp đã được kích hoạt, hai người thành công sử dụng thanh kiếm phổ tình. Mau đi cứu đại sư tỷ, hai người đừng tới đây, đi đi không cần để ý đến ta, chúng ta cùng sống cùng chết sao có thể bỏ nhau mà đi. Khương Mậu thành công giải cứu đại sư tỷ của mình, nhóc con ngươi mà cũng dám ở trước mặt lão yêu trăm năm của ta nhảy nhót, thật là không biết tự lượng sức mình nhị sư tỷ chuẩn bị xong chưa sẵn sàng rồi vậy chúng ta bắt đầu thôi thanh bỉ kim kiên đệ nhất tình yêu như thủy triều nói hay lắm thủy triều như cơn sóng xô đẩy hai chúng ta thủy triều lớn rượu che nước chảy theo sát đây đây là công pháp gì cảm giác áp bức mãnh liệt như vậy cay cay mắt quá ngươi đi chết đi không không đời nào công pháp này quả thực không tầm thường lại có thể chặt thụ yêu dễ như thái rau hệ thống báo ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng chức năng mới của hệ thống hệ thống thương thành trong khu thương mại có rất nhiều pháp bảo có thể tiến hành giao dịch và mua sắm, lợi thế giao dịch là điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đạt được điểm tích lũy, vậy điểm tích lũy của ta bây giờ là bao nhiêu? Là không thư ký chủ, cái gì? Ta không phải vừa mới hoàn thành nhiệm vụ chén giết thụ yêu sao? Nhưng ngươi ứng trước kiếm pháp tình bỉ kim kiên cho nên bị trừ điểm tích lũy, đúng lúc này thì mạnh bảo nhặt được thứ gì đó. Cái gì đây? Nó được rơi ra từ trên cơ thể thụ yêu, sau khi kiểm tra thì nhậm quân giao nói đây là thông ma lệnh. Thông ma lệnh là để làm gì? Nó là tín hiệu chiến tranh đối ngoại của bộ tộc yêu ma, yêu ma lấy được lệnh bài đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, phát động công kích đối với nhân tộc. Ma tộc lại quan tâm đến con người chúng ta nữa à? Phải điều tra mới biết được. Thông ma lệnh thường sẽ có cảm giác lôi cuốn, chúng ta có thể đi theo chỉ dẫn của nó, đi thôi. Nó ở đằng kia, bọn họ được chỉ dẫn đến một nơi, tại đây ai có thông ma lệnh đều sẽ được vào trong, nơi này đúng là có một lũ yêu ma. Bọn họ đang làm gì vậy? Trong đội còn có mấy người chắc là đang cử hành hoạt động nào đó cần thông ma lệnh mới có thể đi vào. Đó không phải là sư phụ phó viêm kiệt phó bác khởi sao. Có chuyện gì vậy? Phó bác khởi lại cùng yêu ma lăn lộn chung một chỗ. Ta e là chuyện không đơn giản. Lúc này hệ thống lại thông báo nhiệm vụ mới được phát hành. Đi tới huyệt động điều tra tình hình cụ thể của đám yêu ma. Nhiệm vụ đếm ngược một canh giờ. Trong này có không dưới 100 yêu ma. Đây là muốn đẩy ta vào hố lửa mà. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có khen thưởng. Thất bại sẽ bị xét đánh. Ngươi chọn một cái đi làm sao ta có thể gặp một hệ thống gian lận như vậy chứ? Không còn cách nào Khương Mậu đành phải chấp nhận nhiệm vụ, tiểu sư đệ ngươi định làm gì, hai vị sư tỷ chờ ta một chút, ta đi tìm hiểu tin tức. Dứt lời Khương Mậu liền bước về phía bọn người kia, dừng lại, cho ta xem thông ma lệnh một chút, được rồi vào trong đi. Cũng may là không bị phát hiện, hóa ra bọn họ là nhận lệnh không nhận người, phía trong tên ma vương cấp 4 tinh bính lên tiếng, các tiểu nhân. Chấn ma ti luôn gây khó dễ cho chúng ta, lần này rốt cuộc có thể hòa nhau một ván, ta đã lấy được bản đồ phòng ngự của trấn Ma Ti, chỉ cần vòng qua đại trận là có thể tiến quân thần tốc. Diệt cả nhà nó, ma vương đại nhân, trấn Ma Ti có rất nhiều nhân vật lợi hại, chúng ta xông vào liệu có thắng được không? Đương nhiên có thể, bởi vì trấn Ma Ti có người của chúng ta, ông phó bác khởi, ông hãy ra đây cho mọi người làm quen đi. Sau khi bước ra ông ta tự giới thiệu với mọi người, ta là phó bác khởi, là nhị trưởng lão của chấp phạt bộ trấn Ma Ti, tôi sẽ trấn áp những người bất đồng ý kiến bất cứ ai có thể cản trở kế hoạch sẽ bị ta loại bỏ, thì ra có kẻ phản bội, kẻ phản bội này lợi hại quá, bây giờ thì vui rồi. Nếu như trong ngoài liên thủ nhất định có thể thắng được Trấn ma ti, khó trách phó viêm kiệt muốn hãm hại ta, hóa ra là phản bội nhân tộc, một tên khốn kiếp. Sư phụ ngươi cũng chẳng ra gì, may mắn ta đã dùng ảnh thạch ghi lại hình ảnh vừa rồi, chờ khi ta trở lại Trấn ma ti, ta nhất định vạch trần các ngươi. Đột nhiên Khương Mậu khi này đạp phải chân kẻ nào đó, ngươi đi đường không có mắt à, dẫm phải chân ta rồi phải bình tĩnh, bọn họ còn không biết thân phận của ta, không có việc gì, ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi dẫm lên gót chân của ta. Ngươi còn ác nhân cáo trạng trước, hả, à, dẫm gót chân à, tên ma vương liền quát lên tất cả im miệng cho ta, tiểu tử bên kia. Ngươi là người phương nào, sao ta không nhớ có người như ngươi chứ, đúng vậy, ngươi là ai thế, tại sao lại che mặt, ta, a, à, ta là cha ngươi, mau nhường đường cho cha ngươi, 36 kế chuồn là thượng sách, khương mậu nhanh chóng sách giò chạy tên này có vấn đề mau đuổi theo hắn cho ta khi này hai vị sư tỷ cũng tới yểm trợ cho khương mậu sư tỷ bọn họ đông người lắm chạy mau con kiến hôi nhân loại dám dương oai trên địa bàn của chúng ta làm thịt hết tụi nó thấy vậy hai vị sư tỷ cũng đành quay đầu chạy hệ thống ơi ta bị ngươi hại thảm rồi ta miệng nó sắp rơi vào hố lửa rồi các người mau đứng lại chết thật lúc này lại giả chết chắc không ai đuổi theo đâu nhỉ cứ ngỡ là an toàn nhưng ngay lập tức từ trên cao một tiểu lô ly nhảy xuống định giết khương mậu thôi tiêu rồi yêu nữ này muốn đẩy ta vào chỗ chết à ngươi trốn không thoát đâu chết cho ta chờ một chút ngươi xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện giết người chứ nghe vậy tiểu lô ly liền dừng tay ha ha là hiểu lầm thôi mà ngươi dám ăn đậu hũ của ta ta giết người cô nàng liền đâm tới tấp khiến khương mậu tim muốn rơi ra ngoài dám ăn đậu hũ của ta ta thiến ngươi khoan ta còn trinh chưa trải qua niềm vui làm đàn ông nếu như ngươi tức giận ta đem lần đầu tiên cho ngươi là được cần gì phải thiến nó chúng ta cùng nhau vui vẻ không tốt sao, càng nói nàng ta càng lên cơn điên. Cô gái này đúng không thể trêu mà, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, ta xem ngươi chạy đi đâu, vừa chạy Khương Mậu vừa nói, hệ thống ta vừa hoàn thành nhiệm vụ điều tra thông ma linh. Mau đưa phần thưởng cho ta, thông minh, biết muốn lợi dụng phần thưởng đánh cược một lần, nhiệm vụ hoàn thành cộng 100 điểm tích lũy, có thể vào trung tâm thương mại mua đạo cụ. Chúc ngươi may mắn, có thứ gì trong trung tâm mua sắm, hệ thống có thể cứu mạng ta không, khế ước quyển trục, sau khi kích hoạt có thể cưỡng bức trói buộc yêu ma cùng yêu ma ký kết khế ước trói buộc sau khi ký kết khế ước thành công có thể tự do sai khiến như nô lệ khế ước này có vẻ tốt nếu dùng cho yêu nữ chẳng phải rất vui vẻ sao ngươi hôm nay ngươi nhất định sẽ chết chính lúc này khương mậu mở ra khế ước tiểu lo ly nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn khế ước sẽ tạm thời ấn định mục tiêu ngươi chỉ có một tiếng đồng hồ cùng hắn ký khế ước nếu không sẽ mất đi hiệu lực vừa rồi hắn muốn giết ta như vậy ta nuốt không trôi khẩu khí này ta muốn lấy đạo người trả lại thân người. Giết, vừa dứt lời Khương Mậu liền đâm tới tấp vào cô nàng nhưng cái méo, có chuyện gì vậy, sao không có chút thương tổn nào, ngươi mới tu vi đoán thể cảnh làm sao có thể giết chết ma vật cấp 3. Nhân tộc đoán thể cảnh chỉ tương đương ma vật bậc 1, trên lịch tu vi của ngươi với ma vật này quá lớn, chắc chắn sẽ không thể giết nó. Vậy à, được rồi, vậy thì ký khế ước, khế ước nhanh chóng được ký kết thành công. Khế ước có thể buộc nô lệ phải làm bất cứ điều gì, ta muốn thử, dứt lời khương mậu liền ra lệnh ngươi cởi y phục ra hiện thân cho ta yêu ma lập tức tuân theo mệnh lệnh chủ nhân ta tới rồi đây đậu phộng ngươi làm thật à mệnh lệnh của chủ nhân tiểu yêu không dám không theo ấy ấy ngươi nhẹ tay một chút tiểu yêu sẽ rất nhẹ nhàng hầu hạ chủ nhân ta ta chỉ đùa thôi ta không làm được hửng chủ nhân không thể làm được ư để ta xem này này ngươi đừng quá đáng ta không phải nơi đó không được ta ra lệnh cho ngươi dừng mọi động tác mau tránh xa ta ra đột nhiên tiểu yêu hoàn hồn lại a à, ngươi còn dám ăn đậu phụ của ta ta sẽ giết ngươi bây giờ ngươi là nô lệ của ta nếu không muốn chết thì dừng lại ngay lập tức tiểu yêu dừng tay khi này thì hai vị sư tỷ cũng đi đến yêu nữ đừng làm tổn thương sư đệ ta mau tránh ra sư tỷ dừng tay cô ta là người một nhà cái gì người một nhà đúng vậy cô ấy là nô lệ của đệ cô ta rõ ràng chính là yêu ma nhất tộc không ai có thể thu phục yêu ma làm nô bộc vậy ta sẽ chứng minh cho tỷ thấy dứt lời khương mậu liền ra lệnh cho tiểu yêu Ngươi hãy lại đây hôn ta một cái." Tiểu yêu lập tức tuân theo mệnh lệnh đi đến hôn Khương Mậu trước mặt hai vị sư tỷ, hai sư tỷ liền ngơ ngác, cái này cũng được nữa sao? Vừa hôn xong thì tiểu yêu lại lên cơn, "Đáng ghét, ngươi năm lần bảy lượt chiếm tiện nghi của ta, ta là chủ nhân của ngươi, một câu là có thể khiến ngươi đi gặp Diêm Vương đấy." "Như vậy chứ, về sau cũng không thể hung dữ như vậy với chủ nhân nữa, tiểu sư đệ ngươi không bị thương chứ?" "Đệ không sao." "A à đúng rồi, ta ở trong sơn động nhận được một tin tức xấu." ma tộc tập hợp cùng một chỗ muốn tấn công chấn ma ti chúng ta, cái gì, vậy chúng ta phải trở về một chuyến. Nếu không chấn ma ti sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn bởi vì chấn ma ti bên trong có ma tộc nội gián, yêu ma nhất tộc đã đạt đến trình độ như thế sao. Khi này Khương Mậu ra liên cho yêu nữ, ta lệnh ngươi quay về bên cạnh ma vương, một khi ma quân tiến công đánh chấn ma ti lập tức báo cáo với ta, vâng chủ nhân. Dứt lời cô ta liền biến mất trong chớp mắt, chúng ta phải trở về bẩm báo việc này, sư phụ của phó viêm kiệt là nội gián ta nhất định phải tố cáo hắn để báo thù rửa hận chúng ta phải quay lại ngay vài tiếng sau bọn họ đã trở về trấn ma ti trấn ma ti sẽ tin lời chúng ta sao tỷ yên tâm trong tay ta có chứng cứ khi này thì phó bác khởi dẫn theo người chạy ra khương mậu ngươi giết đồ nhi ta mà còn dám trở về không thể để hắn nói ra bí mật hôm nay phải để hắn chết khương mậu ngươi tự tiện thoát khỏi trấn ma tháp lại sát hại đồ nhi phó viêm kiệt của ta nghiệp chướng nặng nề phải chịu hình phạt tử hình Phó bác khởi ông thật vớ vẩn, ông ta liền ra lệnh cho mọi thuộc hạ giết Khương Mậu, Phó bác khởi đây là muốn giết người diệt khẩu à? Sư đệ cẩn thận, dám đả thương sư đệ ta, ta liều mạng với các ngươi, Khương Mậu ngươi không trốn được đâu, chịu chết đi." Dứt lời Phó bác khởi liền lao lên chỗ Khương Mậu. Phó bác khởi là lão quái trung kỳ thông mạch cảnh, hắn không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ, Khương Mậu rất nhanh đã bị một chiêu của hắn ta làm cho trọng thương. Chiêu thứ hai liền bị hai vị sư tỷ kịp thời cản lại. "Ha ha, nếu tất cả đều ở đây, Vậy thì các người cùng chết đi, đúng lúc này thì người đứng đầu chấn ma ti tư không nam xuất hiện. Các ngươi dừng lại, phó bác khởi đã xảy ra chuyện gì vậy? Khởi bẩm, ta đang trừng trị khương mậu nghiệp chướng nặng nề. Ngươi rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu để che giấu bí mật của ngươi, đừng nói nhảm nữa. Đà trưởng, phó bác khởi cấu kết yêu ma nhất tộc, ý đồ công chiếm chấn ma ti. Khương mậu, ta biết ngươi không hài lòng với hình phạt mà chấn ma ti áp đặt cho ngươi, nhưng ta e rằng vu khống người như vậy cũng không hay lắm đâu, ta không vu khống ta là có bằng chứng, không hay rồi, tiểu tử này có ảnh thạch, chẳng lẽ hắn đã ghi lại, dứt lời Khương Mậu liền đưa ảnh thạch cho đà trưởng. Người kiểm tra thì sẽ biết, đà trưởng, hắn là tội nhân, lời của tội nhân không thể tin được, ngươi im miệng trước đi, vâng. Trưởng đà mở lên xem thì chỉ thấy hình ảnh chân trụi của Khương Mậu, tình huống này khiến mọi người đều phải đỏ mặt, xin lỗi trưởng đà, ta lấy nhầm ảnh thạch rồi. Khương Mậu ngươi dám đùa giỡn với trưởng đà, muốn chết sao, ngay lập tức đà trưởng mở ra, mọi kế hoạch của phó bác khởi khi này đều đã bị lộ tẩy phó bác khởi đây là chuyện gì đa chủ khương mậu đã gài bẫy ta hãm hại ư chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mắt mù hay sao đáng ghét chứng cứ trước mặt ta hết đường chối cãi nếu đã bại lộ vậy thì lui về yêu ma bộ tộc sống khởi sướng hành động hắn liền tìm kế chuồn phó bác khởi có tật giật mình bỏ chạy muốn chạy ư đúng là không coi ta ra gì đa chủ chỉ mới dùng một chiêu liền tạo thành các mảng vỡ như động đất gây ra không có cách nào để trốn thoát Phó Bác Khởi cũng theo đó mà rớt xuống hố sâu, thật lợi hại, tu vi của trưởng đà sợ đã đi vào tông sư cảnh rồi, không thua gì tông sư cảnh hậu kỳ. Phó Bác Khởi, uổng công lúc trước ta tín nhiệm ngươi như vậy, còn ủy thác trọng trách, ngươi làm cho ta quá thất vọng. Đột nhiên có thứ gì đó xuất hiện, là yêu tộc, thân là yêu tộc lại dám xông thẳng vào chấn ma ti ta, muốn chết sao, Đa chủ dừng lại đi, khương mậu. Tại sao ngươi phải cứu một yêu tộc, cô ấy là người hầu của ta, người hầu ư, đúng vậy, cô ấy bị ta thu phục, trước đây ta phái nàng xâm nhập yêu tộc. Bây giờ nàng lại tới tìm ta, nhất định là có vấn đề gì đó, mau nói cho ta biết có thông tin gì mới không, thưa chủ nhân. Ma Vương đã sớm lên kế hoạch, ngày mai sẽ dẫn dắt đại quân công phạt trấn Ma Ti, cái gì, sớm vậy sao, tu vi của Ma Vương ít cũng cấp 4. Có thể địch nổi tông sư cảnh hậu kỳ nhân loại, yêu vương cấp 4 cộng với yêu ma đại quân, chúng ta căn bản không thể ứng phó, lúc này thì Khương Mậu lại nhận được một nhiệm vụ mới. Giết chết Ma Vương, tiêu diệt yêu ma đại quân và lật ngược tình thế nhiệm vụ thành công khen thưởng đại lễ bao thần bí một nghìn điểm tích lũy nhiệm vụ thất bại dương khí biến mất hệ thống ngu ngốc ngươi lại muốn ta tiêu diệt yêu quân giết yêu vương ngươi điên à sư đệ ngươi không sao chứ tuy rằng ma quân rất mạnh nhưng tu vi hưởng đà và ma vương không phân cao thấp có lẽ có hy vọng ngăn cản được cuộc tiến công ta là đang quan tâm đến hạnh phúc của một người đàn ông nhiệm vụ mà thất bại thì dương khí của ta sẽ không còn phía dưới bảng nhiệm vụ hình như còn có một hàng chữ chiến lược nhiệm vụ Host có thể tương tác với hai sư tỷ và hầu gái phối hợp cùng nhau để tăng nhịp tim chỉ cần giá trị nhịp tim đạt tới 90% với bất kỳ sư tỷ nào bạn đều có thể có sức mạnh sánh ngang với ma Vương đúng rồi ta có thể trở nên mạnh hơn bằng cách tăng nhịp tim lần trước chính là vượt cấp đánh chết thụ yêu như vậy nếu như ta tiếp tục tăng nhịp tim cùng hai vị sư tỷ nói không chừng có thể giết chết ma Vương hắn liền ôm lấy hai vị sư tỷ a à, sư tỷ hạnh phúc kiếp sau của ta phụ thuộc vào các tỷ Hai người nghe vậy chỉ biết đặt dấu trầm hỏi trên đầu. A à, hắn đang nói gì vậy? Nghe cũng không rõ lắm a, à. có người đặt tay lên vai anh rồi nói, "Lần này ngươi lập đại công, đến vũ khí các lĩnh một kiện pháp khí coi như khen thưởng." Người đâu báo cho tất cả đệ tử tập trung trại trường sinh điện để bàn kế hoạch đối phó với kẻ thù, nhiều canh giờ sau Khương Mậu đứng một mình bên hồ. Bây giờ hai vị sư tỷ đã đi nghỉ ngơi mình phải cùng họ tìm cách cải thiện nhịp tim, nhịp tim với đại sư tỷ vẫn chưa dao động nhiều, nếu tăng sẽ tăng vượt trội lắm. Vậy kiếm chuyện trêu chọc đại sư tỷ trước đi, lúc này đại sư tỷ đang ngáp ai ra buồn ngủ quá. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ làm cô thắc mắc ai đang gõ cửa thế, đi ra ngoài cô thấy Khương Mậu ở bên ngoài cô liền hỏi vừa rồi là ngươi gõ cửa đúng không? Đúng vậy. Thứ ta vừa gõ không phải là cửa phòng mà là cửa trái tim, Khương Mậu lao đến đặt tay vào vai Nhậm Quân Dao, đại sư tỷ có thể thăng hoa tình bạn của chúng ta một chút không? Ta nghĩ tỷ rất đặc biệt, cột nhịp tim lập tức tăng lên 80%, đại sư tỷ túm lấy cổ Khương Mậu ném vào trong phòng lời sư đệ nói có thật không đó ta coi những gì ngươi vừa nói là nghiêm túc nha đại sư tỷ chủ động trèo lên người khương mậu bây giờ chúng ta cải thiện mối quan hệ nhé thấy anh đỏ mặt nhậm quân giao trêu chọc không phải vừa rồi rất chủ động sao a à, đại sư tỷ ngươi mặc như vậy không lạnh sao cô choàng người ra phía sau áp mạnh hai con thỏ vào lưng khương mậu như thế này sẽ không lạnh nữa khương mậu bỏ chạy a à, đại sư tỷ ngươi làm thật à chạy ra ngoài anh thở dốc ha thiếu chút nữa là không nhịn được rồi đúng như dự đoán đại sư tỷ thực sự rất phấn khích chỉ còn 10% nữa là đạt được mục tiêu. Trong phòng nhậm quân giao bức xúc sư đệ ngay thời khắc mấu chốt lại chạy trốn thật là khó chịu quá, bên ngoài hệ thống bắt đầu thông báo đinh. Chúc mừng Hoss và đại sư tỷ giá trị nhịp tim đã đạt tới 90%, dương khí Hoss đã tăng lên, dương khí chuyển hóa thành tu vi, ngay lập tức từ chỗ chân giữa khương mậu sáng lên. Sau đó cả cơ thể chìm trong linh khí khương mậu bắt đầu đột phá cảnh giới, đạt đến tu vi giả cảnh trung hạn, chuyển cảnh đến ngày hôm sau một đám người tập trung trước chấn Mati ha ha cuối cùng chúng ta cũng đến được chấn ma ti đã đến lúc giải quyết mối hận cũ rồi sau đó cả đám người cầm vũ khí hung hăng lao vào bên trong nữ nhân thì bắt sống cùng nhau vui vẻ nam nhân thì giết không cần nương tay nhậm quân giao cùng mạnh bảo xuất hiện kêu gọi mọi người ra tay chống trả a à, sư tỷ bọn họ nhiều như vậy không bằng chúng ta bắt giặc bắt vua đi đồng ý tên ma vương lao đến đại mỹ nhân các ngươi muốn tìm ta sao khương mậu lúc này đang ở vũ khí các tối hôm qua mình phá cảnh nhưng còn thiếu một vũ khí anh nhìn thấy một con dao phát sáng cầm lên nhìn thử thì thấy nó đã dì xét nhưng như vậy mà vẫn được đặt ở đây có lẽ là vũ khí đặc biệt bất ngờ một vụ nổ xảy ra thành công thu hút sự chú ý với khương mậu nhận thấy là yêu ma đã đánh tới chấn ma ti khương mậu lập tức chạy đi vừa ra ngoài anh đã thấy chiến trường đang rất ác liệt hai vị sư tỷ đang bị tên ma vương áp chế mò mẫm ha ha hai người các ngươi phục vụ bổn vương vui vẻ thì ta sẽ tha cho các anh em đến xếp hàng cùng chơi bổn vương sủng ái các nàng trước không thể để thân thể bị làm nhục hai vị sư tỷ tính đường đồng quy vu tận với ma vương nhanh như chớp khương mậu lao lên dùng con dao xét kia tấn công ma vương, nhưng hắn phản xạ quá ghê gớm quay lại chặn được đòn tấn công. hắn đẩy mạnh khương mậu lùi ra xa. Một tên đàn em của ma vương bất ngờ xuất hiện đâm vào người khương mậu, ảnh gục xuống đất máu chảy ra cả một vũng. Đột nhiên con dao dính máu trên tay khương mậu sáng lên. Đinh hệ thống dò xét đến vũ khí cổ xưa, binh khí kích hoạt, vũ khí cổ xưa, rót máu dương khí thúc đẩy viễn cổ chi lực. Sử dụng sức mạnh của thời cổ đại để tăng cường sức chiến đấu, sức mạnh đạt được tương đương với tông sư cảnh hậu kỳ, kéo dài trong một khắc, lưu ý vũ khí cổ xưa sẽ tiêu hao rất nhiều dương khí của chủ nhân, sử dụng quá mức sẽ gây tổn hại đến tính mạng. Cơ thể Khương Mậu đột ngột biến mạnh phát sáng, tên Ma Vương chuẩn bị đến thưởng thức cơ thể của hai vị sư tỷ, bất ngờ từ phía sau một cỗ sức mạnh bùng nổ. Khương Mậu lao đến chém bay màu tên đàn em của Ma Vương, nhìn thấy skill vừa rồi nhị sư tỷ không tin vào mắt mình hắn là sư đệ sao? hai vị sư tỷ ta tuyệt đối sẽ không để cho hai người rơi vào trong tay ma vương đâu một đám ma đầu đồng loạt lao đến tấn công khương mậu anh dùng thân pháp vừa mới được bắp đánh bại tất cả tên ma vương bắt đầu tức giận tiểu cầu tử này chỉ dùng sức mạnh một người mà giết hết đám lính tinh nhuệ của ta quỷ vương bây giờ đến lượt người khương mậu lao về phía ma vương hệ thống cảnh báo vũ khí cổ xưa đang hấp thụ một lượng lớn dương khí của vật chủ đã gần đạt đến giới hạn trước mắt một cái khương mậu đã đâm thủng ngực của đối thủ chết cụ mày đi hệ thống thông báo dương khí hấp thụ đã đạt tới giới hạn mời ký chủ lập tức đình chỉ sử dụng vũ lực cổ xưa tiêu hao quá nhiều dương khí khương mậu bắt đầu thở dốc còn tên ma vương hoảng hốt thốt lên có chuyện gì với tên này vậy tại sao hắn đột nhiên lại mạnh lên chứ ma vương cầm dìu lao đến bổ vào người khương mậu như là darius bổ chiêu cuối khương mậu lập tức lùi xa tránh đòn tên ma vương lại tiếp tục lao đến đánh khương mậu đột nhiên đà chủ xuất hiện chặn lấy đòn này khương mậu dịch chuyển ra phía sau ma vương chém vào người hắn một nhát tiễn hắn xuống suối vàng tiêu hao hết dương khí, khương mậu quỳ xuống chết tiệt không kiên trì nổi nữa rồi, đôi mắt dần khép nhìn hình ảnh ma vương ngã xuống. hệ thống thông báo đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đánh chết ma vương. đến đêm anh giật mình tỉnh lại, nhìn xung quanh không thấy ai còn sống anh rằng vật đáng ghét đều đã chết sạch rồi sao? một giọng nói quen thuộc vang lên đã lâu không gặp đồ đệ tốt của ta, triệu ẩn vân xuất hiện. hệ thống cho hay là trưởng lão trẻ tuổi nhất trấn ma ti, simhei mạo hiểm yêu thích độc thân. sau khi tăng nhịp tim có thể thu được một lượng lớn dương khí sau khi xong tu có thể nâng cao trình độ của mình triệu ẩn vân xoa đầu khương mậu đồ đệ tốt của ta ngươi lập công lớn rồi khương mậu ôm đùi sư phụ a à, cuối cùng sư phụ cũng đã trở lại rồi ta thật sự vô dụng không cứu được hai sư tỷ người của trấn ma ti đều chết sạch a à, đầu ngốc ta đã để bọn họ đi dọn dẹp chiến trường hệ thống thông báo chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ đánh chết ma vương tư diệt đại quân ma tộc thưởng một nghìn điểm tích lũy một viên đoán thể đan khương mậu nuốt viên đan dược vào trong bụng cơ thể bạo ra một cỗ khí tức Đoán thể đan có thể tùy ý tăng lên một cấp ở đoán thể cảnh, chúc mừng ký chủ đột phá, hảo đầu nhi ngươi đột phá rồi à? Đã lâu không gặp ngươi đột phá nhanh quá, sư phụ hai vị sư tỷ thế nào rồi? Người bị thương đều được đưa đến dược các để hồi phục, Khương Mậu quay đi ta qua đó xem sư tỷ thế nào. A à đồ nhi thối không quan tâm ta một chút, mỗi ngày đều chỉ biết đến sư tỷ, Khương Mậu vội vàng chạy đến đẩy cửa phòng dược các ra. Đại sư tỷ đang ở trong phòng ngâm thuốc hồi phục, máu dồn lên não Khương Mậu thốt lên á đại sư tỷ ta không cố ý đâu, không sao đâu ta muốn nhờ đệ giúp một việc. Lại đây với ta, nhậm quân giao dùng hấp lực kéo Khương Mậu lại gần, cô nép vào người Khương Mậu, tối hôm qua sau khi tiếp xúc với ngươi tu vi của ta đột nhiên tăng rất mạnh. Đã đột phá tới bình cảnh, ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn giống như tối qua được không? A à, sư tỷ cái này không hay lắm, đại sư tỷ đè Khương Mậu xuống nước. Nhịp tim tăng lên hai người bắt đầu song tu, a à, a à, dương khí của sư đệ thật dồi dào, cho ta tất cả dương khí của ngươi đi, rất nhanh đã thấy cảnh giới của đại sư tỷ được tăng lên. Đột phá tới giai đoạn hậu kỳ, cơ thể Khương Mậu cũng biến đổi, đinh, giá trị nhịp tim là 100%, cảnh giới ký chủ tăng lên đột phá tới thông mạch cảnh sơ kỳ. A à, ngươi vậy mà cũng đột phá à, hóa ra sau khi giá trị nhịp tim đầy ta có thể song tu còn có thể thăng cấp, xong việc Khương Mậu thay đồ trở về phòng. Đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra, đã chủ nhanh chóng có mặt người đâu, chuyện gì xảy ra ở trong đó vậy, khởi bẩm trưởng à. Chúng tôi đang đốt và dọn dẹp thi thể yêu ma thì thi thể ma vương bất ngờ nổ tung, bên trong căn phòng xảy ra vụ nổ một tia sáng bay ra, chết tiệt nhiệm vụ thất bại thiếu chút nữa bị đốt cháy luyện đan may mắn ta có một viên ngưng hồn đan giúp ta giữ lại một tia tàn hồn a à, không hay rồi ma vương còn có tàn hồn đa chủ dùng khinh công đuổi theo nhậm quân dao chạy ra a à, hình như ta nghe tiếng của ma vương triệu ẩn vân thốt lên lần trước ta không đuổi kịp sát yêu lần này xem ta xử lý ngươi thế nào cô tức tốc lao đi chặng đường ma vương đa chủ cũng kịp thời đuổi tới túm đầu ma vương rộng xuống đất triệu ẩn vân đến đâm một thương vào giữa người ma vương a à, tàn hồn của hắn bất tử phương pháp bình thường đối phó không được, không thể để hắn sống phải nghĩ cách thôi, dứt lời đà chủ vẽ nên một pháp quyết rồi truyền nó vào người của ma vương. Khương Mậu lúc này cũng đuổi đến tên ma vương này thật giả hoạt, hắn không chết thì không ai có thể yên tâm, đinh, nhiệm vụ đặc biệt được kích hoạt. Lợi dụng tàn hồn của ma vương để luyện chế thần kỹ đan, thần kỹ đan có thể mở khóa một loại công pháp ngẫu nhiên sau khi nuốt nó. Hắc nhờ luyện chế thần kỹ đan phải dùng linh khí âm dương điều hòa khống chế hỏa diễm trong lò luyện đan. Ách, hệ thống nhà ngươi lúc này lại để cho ta luyện đan ký chủ à luyện đan có thể giết chết tàn hồn của ma vương lại có thể đạt được thần kỹ đan nhất cử lưỡng tiện ừ nghe cũng có vẻ hợp lý đấy khương mậu lại gần nói sư phụ các ngươi giao ma vương cho ta đi ta có cách giết hắn ngươi có thể làm gì sư phụ anh hỏi lại luyện đan thiêu đốt tàn hồn của hắn khương mậu việc này trọng đại không thể đem ra đùa dỡn ta nói thật ta có cách giết hắn nhưng ta cần đại sư tỷ nhị sư tỷ và nô lệ kia giúp đỡ ủa mà nô lệ của ta đâu các ngươi không giết nàng ấy chứ cô ta cũng bị thương đang cùng với mạnh bảo chữa thương Hảo Đồ Nhi sư phụ giúp ngươi luyện đan hộ pháp, đa tạ sư phụ. kính xin sư phụ đem nhị sư tỷ cùng nô bộc của ta đưa đến phòng luyện đan. Bây giờ ta bắt đầu luyện chế luôn. nửa canh giờ sau ở trong phòng luyện đan. Hảo Đồ Nhi mọi thứ đã chuẩn bị xong kế tiếp xem ngươi ra tay. bắt đầu luyện đan khương mậu mượn nhờ sức mạnh của sư tỷ để đốt lên hỏa diễm. Triệu ẩn vân ném tàn hồn của ma vương vào trong dược đỉnh. ngay lập tức sắc mặt của các sư tỷ thay đổi. a à, có chuyện gì vậy? âm khí trong cơ thể bỗng nhiên bị hút ra ngoài. a à, ta kiên trì không nổi nữa rồi kiên trì một chút để mượn âm khí của các người cộng thêm dương khí của bản thân để điều hòa hỏa diễm cũng sắp xong rồi sau một hồi hút cạn âm khí của các sư tỷ viên đan dược cuối cùng cũng được luyện chế xong khương mậu bắt đầu thu đan đinh chúc mừng ký chủ luyện chế thần kỹ đan thành công mở khóa công pháp phụ ảnh phụ ảnh có thể điều khiển bóng của sinh vật trong phạm vi 500m có thể phát hiện môi trường và âm thanh của bóng thời gian điều khiển là 100 giây và thời gian làm lạnh là một ngày Nhờ vào phụ ảnh Khương Mậu nghe được ai đó đang trao đổi, lần này yêu ma công phá thất bại bên trên đang rất tức giận, anh lập tức chạy đi có chuyển động bên ngoài ta sẽ đi kiểm tra, bên ngoài một người phụ nữ đi đến chỗ của một tên nam nhân, à lên tiếng sư phụ bảo chúng ta giết Khương Mậu trước, ngươi ra tay đi nếu thành công ta sẽ ban thưởng cho ngươi, tên nam nhân không kiềm chế được trực tiếp ép cô gái vào góc tường, hắc hắc thưởng cho ta bây giờ luôn đi, dáng người này của ngươi ta sớm đã muốn xoa nắn một phen, ở bên này Khương Mậu âm thầm quan sát thì ra trấn Ma Ti còn có tàn đảng ma tộc. Bỗng nhiên một người con gái đi đến hai người các ngươi muốn giết đồng môn của mình à, hôm nay bị ta bắt được thì tự mình đầu hàng đi, cô ấy là đệ tử dược các lãnh nguyệt nhi. Tiểu muội muội xen vào việc của người khác sẽ chết đó, đừng nhiều lời mau chóng nhận thua đi, hai bên lao vào đánh nhau, lãnh nguyệt nhi bị đánh cho hộc máu. Chỉ là đoán thể cảnh hậu kỳ cũng dám làm càng trước mặt ta, tên dư đảng ma tộc đánh văng lãnh nguyệt nhi ra, ha ha gần đây đang đến thời kỳ tu luyện mấu chốt. Âm khí vẫn thiếu một chút, nếu ngươi tự mình mang tới cửa thì ta sẽ không khách khí ha ha, tên mặt sẹo vác lạnh nguyệt nhi rời đi trở về phòng hắn thả cô xuống hắc hắc con đàn bà này có vài phần sắc đẹp rất hợp khẩu vị của ta a à, chúc mừng sư huynh xử lý xong nữ nhân này tu vi của sư huynh lại tăng thêm một bậc mặt sẹo bắt đầu tiến hành lột đồ của lãnh nguyệt nhi ra trời ơi đây chính là trong truyền thuyết lô đỉnh thân thể hương sao không thể nào chờ được nữa mặt sẹo đang chuẩn bị giờ trò đồi bại thì bỗng nhiên có tiếng động lớn quay lại thì đã thấy nữ nhân kia ngất xỉu bên vách tường khương mậu xuất hiện muốn giết ta thì cứ việc tới đây làm nhục một em gái xinh đẹp như vậy là không được rồi khương mậu sao ngươi lại ở đây ngươi không phải muốn giết ta sao cố lên ta cho ngươi một cơ hội hừ ngươi dám tới khiêu khích lão tử lão tử đem xác ngươi phân thành trăm mảnh mặt sẹo tung một cú đấm cường hãn ra nhưng khương mậu đã kịp thời tránh né ô tốc độ thật đáng kinh ngạc nhưng hôm nay ngươi không có cơ hội sống sót ra ngoài mặt sẹo nhảy lên không tung đòn khương mậu đỡ lấy liền lùi ra xa mấy mét trong màn bụi khương mậu nói rất mạnh đó nhưng đáng tiếc còn chưa đủ sức cho ngươi cơ hội vậy mà không thể làm gì đúng là vô dụng. Khương Mậu lao tới tung một trưởng vào người tên dư đảng ma tộc, ha mê ha mê ha, ngươi đi chết được rồi. Thế nhưng hắn vẫn không sao, ha ha khí thế cũng lớn đó, có như vậy thôi mà cũng đòi giết ta sao. Không ổn, tu vi tên này cao hơn mình thực sự không thể thắng được, để ta hoàn toàn kết thúc cho ngươi đi, vừa nói tên này vừa lao tới tấn công. Chết tiệt, đành phải thử công pháp mới thôi, Khương Mậu lập tức sử dụng phụ ảnh ngăn cản, lập tức từ dưới đất mọc lên bóng tên này quấn lấy không chế hắn tên dư đảng ma tộc nhìn chính cái bóng của mình muốn giết mình thì sợ tuôn cả chu bin một nhát đâm cứ thế xiên thẳng vào ngực hắn tên sư huynh chết làm cho ả à đàn bà lăng loàn cùng phe sợ đái ra quần thì ra công pháp mới dùng tốt như vậy bây giờ đến phiên ngươi rồi con đàn bà dơ giấy. à nghe vậy thì đổ mồ hôi hột cầu xin khương mậu tha mạng không giết ngươi chẳng lẽ chờ ngươi gọi người tới giết ta sao không không ta không dám lúc trước đều là chủ ý của sư huynh ta ta có thể hầu hạ ngươi tạ tội ngươi bảo ta làm cái gì cũng được cầu xin ngươi đừng giết ta ô thật sao chỉ cần ngươi nguyện ý tiểu nữ có thể đi theo khương mậu quay lại suy tính thì ả à ta lật mặt cầm dao muốn xiên khương mậu đúng là nam nhân lão nương muốn tự tay chấm dứt ngươi ả à ta vung dao đâm tới thì khương mậu bắt lấy tay ả à. chỉ một chút tâm cơ của ngươi cũng xứng chơi với lão từ sao một con điếm tâm cơ chết tiệt khương mậu vung một quyền hết sức đấm cho ả à bay màu xử lý xong khương mậu quay đi xem xét lãnh nguyệt nhi cô ấy bị thương rất nặng làm sao mới có thể cứu cô ấy đây lãnh nguyệt nhi nằm bất tỉnh phơi người ở dưới đầy mê ly Trước đây mình song tu với đại sư tỷ, vết thương của sư tỷ đã khỏi rất nhiều, không biết phương pháp này có hiệu quả với cô ấy không. Ở bên trấn Ma Ti Thiên Hồng Điện lúc này, một người đi đến bái phỏng giữa đêm khuya, bên trong tên khách khanh trưởng lão mặc á tử đang đẩy hùng hục làm cho một em gái phê đến đứa đừ đừ rên ư ử, người bên ngoài cũng mở cửa đi vào. Trưởng lão ta có tin xấu muốn báo cho ngài đây, không thấy bổn tọa đang bận sao? Trưởng lão kế hoạch tấn công của Ma Vương đã thất bại, mệnh bài của hai vị đệ tử đã vỡ vụn, có người đã tiêu diệt hai quân cờ của ngài, hư làm mất cả hứng chơi xem ra ta phải tự mình xuất mã đẩy xe bò không đã nên tên mặc á tử hút luôn thần hồn của người phụ nữ xấu xố trở lại với khương mậu thì anh ngồi đó nhìn mà chẳng biết nên làm như thế nào nếu mình bỏ mặc cô ấy nhất định sẽ chết chỉ có thể hy sinh bản thân giống như lúc trị liệu cho đại sư tỷ vậy khương mậu đang lúc tính làm liều thì lãnh nguyệt nhi mở mắt hả ngươi tỉnh rồi à hai người cứ thế đứng khựng sượng chân lãnh nguyệt nhi thấy khương mậu tay đang muốn bắt đôi gò bồng của mình thì tung một vả mắng khương mậu là đồ háo sắc khương mậu không biết làm thế nào mà chỉ ủy khuất ôm mặt sao ngươi tùy tiện đánh người vậy ta đang cứu ngươi đó cứu ta vậy ngươi định cởi y phục của ta làm gì bị chất vấn khương mậu cũng méo biết trả lời sao lạ thật sao họ lại chết vậy chẳng lẽ hắn thật sự đã cứu mình từ bên trấn ma ti lúc này phát ra một luồng âm thanh khuất tán xung quanh tiếng gì thế là lệnh triệu tập của trấn ma ti trưởng đà đang triệu tập chúng ta đến dưỡng tâm điện này cô chờ ta với bên này người của trấn ma ti đã tập hợp lại dưỡng tâm điện đông nghịt các trưởng lão đến đệ tử nhau nhau tới họp đầy đủ trưởng đà ra lệnh triệu tập là có gì to tát muốn thông báo sao ô khách khanh trưởng lão mặc á tử cũng tới hắn rất ít khi ra ngoài hôm nay đến đây chắc chắn có đại sự mặc á tử linh cảm của ngươi rất tốt hôm nay ta muốn tuyên bố một đại sự gần đây yêu ma nhất tộc đã tấn công chấn ma tita tuy rằng bọn họ thất bại nhưng bên ta cũng bị thương nặng chúng nhất định sẽ không bỏ cuộc cho nên chúng ta phải mau chóng củng cố sức mạnh giáo phái càng sớm càng tốt chỉ huy ý người là có ý gì tư không nam lúc này mới lấy ra cục đá ta dự định mở một viễn cổ bí cảnh trấn ma ti rồi đưa đệ tử có tiềm lực đi vào để đào tạo người của trấn ma ti nghe mở ra bí cảnh thì nhao nhao bàn tán khương mậu thì trong đầu lúc này đã mơ thấy tiền bạc vũ khí và công pháp luôn rồi chẳng lẽ họ không biết bên trong ẩn chứa vô vàn nguy hiểm sao mà thôi không biết sẽ không sợ các đệ tử nghe tên rồi bước vào cõi bí cảnh để đào tạo lãnh nguyệt nhi khương mậu âm bi cuồng phong đồng vân vạn nhi như bách dạ đông nhi qua ha ha mình có tên trong danh sách kìa thật xui xẻo lại đụng phải tên sắc lang sau khi vào trong ngươi biết nên làm gì rồi chứ trưởng lão yên tâm khương mậu tuyệt đối không sống qua đêm nay được rồi đã đọc xong danh sách bây giờ chúng ta mở ra bí cảnh nói xong tư không nam bóp nát cục đá mở ra bí cảnh để những đệ tử đi vào không lâu sau cánh cửa đã mở ra phong ấn và đám đệ tử lao vào như thiêu thân sư phụ sư đệ hắn sẽ không sao chứ hắn có cơ hội của riêng mình đừng lo lắng ta tin hắn sẽ ổn thôi sau khi đám người đi vào kết giới thì rớt xuống một phương thế giới mới Bên trong bí cảnh có nguồn năng lượng huyền bí áp chế tu vi làm cho đám người đến đứng cũng không đủ sức, sao họ trông có vẻ đau vậy nhỉ? Cớ vì cái gì mình chẳng thấy gì cả. Lúc này Lãnh Nguyệt Nhi quát khương mậu là tên háo sắc mau đứng dậy, vì khương mậu rớt trên người của Lãnh Nguyệt Nhi, khương mậu còn ngu ngơ thì đã bị Lãnh Nguyệt Nhi cho một củ trỏ vào con chim non làm cho hai quả trứng muốn bể mất một quả. Khương mậu ăn một cú này thốn đến tận cổ họng, "Ngươi, ngươi, ngươi thật quá đáng, ta, à, ta cũng không phải cố ý." năm lần bảy lượt muốn chiếm tiện nghi của ta, đây mới là cảnh cáo. Còn dám chọc vào ta thì cẩn thận ta cắt bỏ nó. Nữ nhân này quá độc ác, không thể chọc vào được. Lúc này một sợi dây không biết từ đâu lao tới muốn bắt lấy hai người Khương Mậu. Từ trên cao một con khỉ chúa nhảy xuống, đám khỉ con nhìn thấy hai người thì đã thèm chảy nước miếng. Chuyện gì vậy chứ? Là khỉ ăn thịt. Hai người không ưa nhau cứ thế mà bị quấn chặt. Con khỉ nhìn con mồi mà cười khanh khách. Đám đệ tử khác thì chạy chối chết, kẻ nào không nhanh thì bị ăn sống tiêu rồi chúng ta bị dây thừng trói chặt cơ hội thoát thân cũng không có không ngờ ta lại chết chung với một tên sắc lang như ngươi hu hu đừng khóc nữa chúng ta không chết được đâu hả à, ngươi đang làm gì vậy đã là lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ đến chuyện đó bớt ảo tưởng lại đi nếu như cô vẫn muốn sống lâm hoan dùng miệng mà cắn tới a à, ngươi nhẹ một chút ngươi giấu vũ khí gì ở dưới mà cứ đâm vào đùi ta vậy hai người còn đang dãy dụa thì con khỉ đã há mồm muốn nuốt hai người lãnh nguyệt nhi thấy cái mồm mở toang của con khỉ thì sợ hãi rúc vào ngực của khương mậu một lần nữa khương mậu sử dụng phụ ảnh công bóng của con khỉ vùng lên xiên cho con khỉ một nhát con khỉ đổ xuống thì khương mậu bắt lấy cơ hội nhảy xa ra rồi điều khiển phụ ảnh cắt đứt sợi dây quấn lấy hai người ta nói rồi mà chúng ta sẽ không sao đâu chuyện này chuyện này sao có thể ngươi là người vừa giết chết con khỉ ăn thịt sao không cần kinh ngạc ta có thể điều khiển bóng cho nên giết nó trở tay không kịp mau rời khỏi đây đi xung quanh còn có rất nhiều khỉ ăn thịt đám đồng môn kẻ chết người chạy trốn khắp nơi hô cứu mạng sắc lang đợi ta với đừng bỏ lại ta nói xong lãnh nguyệt nhi liền chạy theo khương mộng có chuyện gì đang xảy ra phía trước sao ta cảm nhận được trước mắt có bảo vật phong thủy có lẽ là tàn tích chiến trường tàn tích chẳng lẽ trong đó có tồn tại cơ duyên gì sao tuyệt ta muốn vào bên trong xem thử này đây là do ta phát hiện mà wow ở đây sáng quá chắc có nhiều thứ hay ho lắm hở ở đó có công pháp quả nhiên có thứ tốt ta thật sự là quá may mắn này này nơi đây là tàn tích đấy cô đừng có đụng lung tung cẩn thận phát động cơ quan không nên động yên tâm, nơi này rất an toàn, ta muốn bắt đầu tu luyện bản công pháp này. Lãnh Nguyệt Nhi tu luyện một lúc thì bên trong cuốn công pháp bắn ra một luồng ánh sáng kỳ dị, luồng ánh sáng dung nhập vào cơ thể Lãnh Nguyệt Nhi làm cho nàng phê đứ đừ, kỳ lạ, đây là công pháp gì vậy? Đột nhiên cảm thấy nóng bừng bừng, Lãnh Nguyệt Nhi xem lại tên công pháp thì phát hiện là Kim Đồng Ngọc Nữ Song Tu Đại Pháp, không hay rồi, đây là bản song tu công pháp, này cô không sao chứ? Lãnh Nguyệt Nhi lúc này đã không khống chế được cơ thể mà xà vào lòng Khương Mậu cầu xin bị thịt, Ta luyện nhầm xong tu công pháp, chỉ cần ngươi luyện cùng với ta thì mới cứu được ta, bằng không nếu âm dương trong cơ thể mất cân bằng thì ta sẽ chảy máu mà chết. Nhưng mà như vậy là như thế nào? Khương Mậu còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Lãnh Nguyệt Nhi đè ra hôn lấy hôn để, "Đợi một chút, cô đây là tự nguyện chứ?" "À, ta chưa muốn chết, cầu xin ngươi." Cứ thế hai người lao vào nhau như con thuyền bập bềnh, cùng lúc này bên chỗ đám đồng ngôn vắt chân lên cổ chạy muốn ná thở cầu cứu. Đang lúc tuyệt vọng thì tên gian tế của Mạc Á tử lao đến vung kiếm chém đám côn trùng cứu đám người thật là một đám vô dụng ngay cả kiến lửa cũng không đối phó được không bao lâu đàn kiến bị chém cho tan tác kỳ lạ khương mậu đâu sao hắn không có ở đây ngươi đang tìm khương mậu à ta thấy hắn chạy trốn đến một hang động ở phía đông nam hang động sao tên văn bi đang suy ngẫm thì con kiến chúa bỏ đến không trần trừ tên này vung kiếm đâm tới một nhát xiên chết kiến chúa cứ thế hắn bị đám kiến con truy sát mà phải bỏ chạy dụ những con kiến lửa này đến đây ta sẽ chơi bắt rùa trong bình với khương mậu ở bên chỗ khương mậu thì lãnh nguyệt nhi đã muốn song tu đến cực điểm tình giá trị nhịp tim của ký chủ và lãnh nguyệt nhi không đủ không thể hoàn thành song tu xin hãy tiếp tục nỗ lực để tăng giá trị nhịp tim chết tiệt giá trị nhịp tim không đủ đây là mình không đủ lực sao nên làm gì đây không thể song tu thì cô ấy nhất định sẽ bạo thể mà chết đúng rồi thử tìm trong trung tâm thương mại có thứ nào có thể áp chế hay không khương mậu lập tức tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống cuối cùng tìm được một khối hàn tinh có thể áp chế năng lượng hỗn loạn trong cơ thể không nói nhiều khương mậu liền dùng 150 điểm mua ngay khối hàn tinh cứ thế tỏa ra hàn băng để xoa dịu độ hưng phấn của lãnh nguyệt nhi sau khi hấp thụ lãnh nguyệt nhi cũng phê như con tê tê này cô ổn không vậy tốt hơn rồi cảm ơn ngươi hai người ôm lấy nhau cho bớt cơn lạnh tê tái lúc hai người đang ôm nhau thì một viên châu không biết từ đâu lăn ra nghe tiếng động khương mậu lập tức nhìn lại đưa tay cầm lấy thì viên châu phát sáng đệt chuyện gì đang xảy ra vậy khương mậu cứ thế bị đưa đến một không gian khác đằng sau một con thú như kỳ lân xuất hiện động hóa, vẫn còn dã thú sao? Lúc này cũng xuất hiện một đám người cầm rìu lao tới muốn giết hung thú, đám người cứ thế mà chạy xuyên qua người Khương Mậu. Chuyện gì vậy? Đây chắc chắn không phải là sự thật. Trong huyễn cảnh này là trận chém giết giữa người và hung thú diễn ra, Khương Mậu cứ thế đứng xem quan chiến. Vụ bạo nổ làm Khương Mậu che mắt thì đã trở về hiện thực. Này ngươi bị làm sao vậy? Trời ạ, à, quả trứng này thực sự có bộ nhớ. Ta vừa thâm nhập vào bộ nhớ của nó, ngươi ổn chứ? Có phải vừa rồi dưỡng khí tiết ra ngoài quá nhiều rồi không? ha ha ta không sao đừng lo, nơi này kỳ lạ quá, chúng ta mau ra ngoài thôi, ừm ta cũng nghĩ vậy, nói xong hai người rảo bước ra ngoài. Vừa bước ra cổng hang động thì Khương Mậu đã đụng phải đám kiến do tên Văn Bi dụ tới, con kiến tấn công thì Khương Mậu lập tức ôm lấy lãnh nguyệt nhi né tránh. Đáng ghét, chúng ta bị kiến lửa đỏ theo dõi rồi, nói xong Khương Mậu cầm kiếm lao tới chiến đấu, một nhát Khương Mậu đã giải quyết con kiến. Nơi này bí ẩn như vậy, làm sao kiến lửa đỏ có thể tìm được? Đừng đứng đó nữa chạy thôi, Khương Mậu cứ thế kéo lãnh Nguyệt Nhi chạy vừa chạy ra khỏi hang động thì đám kiến đã vây hai người lại chết tiệt là một đàn kiến đỏ từ trên cao tên gian tế đứng quan sát ha ha ta đã vất vả dụ đàn kiến lửa này tới đây các ngươi chuẩn bị bị xé thành từng mảnh đi đám kiến lúc này lao tới tấn công kiến lửa đỏ luôn thích tấn công theo đàn chúng ta không thể miễn cưỡng chiến đấu nếu không sẽ bị tiêu diệt lãnh nguyệt nhi tạo ra một kết giới bảo vệ hai người chúng ta phải tìm cách thoát ra lãnh nguyệt nhi tạo ra những kim băng phóng tới nhưng đám kiến quá cứng nên những kim băng vỡ nát sao đòn tấn công của ta không có tác dụng những con kiến này da dày thịt thô tấn công thông thường đều vô dụng cứ thế khương mậu dùng kiếm lao tới đánh cận chiến không thể nào đòn tấn công của mình không có hiệu quả nhưng hắn có thể giết chết chỉ bằng một đòn làm sao hắn có thể làm được khương mậu tư giao đứng đối chiến với đám kiến không sợ hãi kiến lửa quá nhiều không thể tiếp tục tiêu hao như vậy phải phóng đại chiêu một chút khương mậu lập tức sử dụng phụ ảnh công bóng của khương mậu từ từ trồi lên bỏ tới chỗ đám kiến đám kiến cứ thế bị khương mậu tiêu diệt trong một đòn đây, đây là chuyện gì vậy? Tiểu tử kia một mình đấu với cả một đàn kiến. Khương Mậu diệt xong đám kiến thì cơ thể tái nhợt rớt xuống. Này, ngươi không sao chứ? Phụ ảnh tiêu hao quá nhiều dưỡng khí của ta. Lần này tiêu thật rồi. Nghĩa kiếp, tên này tu vi thế nào? Đàn kiến lửa không địch nổi. Âm tất cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Lão Mộc, ma tộc đã ẩn náu ở đây 10 năm. Bây giờ chính là lúc cần ngươi giúp đỡ. Được rồi, ta biết rồi. Lần này ta đã đánh giá thấp thực lực của Khương Mậu, lần sau sẽ không để hắn may mắn như vậy. Đi, đi làm việc quan trọng trước, Ngươi không sao chứ? Có muốn cởi quần áo ra xem không? Không, ta không sao. Hà, độ hỏa cảm của cô ấy tăng lên 80% rồi, hai người định rời đi thì một con kiến chưa chết lao tới tấn công. Lãnh Nguyệt Nhi sợ hãi mà rúc vào người Khương Mậu, Khương Mậu lập tức ôm nàng nhảy sang một bên né tránh. Chân của con kiến đã cắm vào tay của Khương Mậu, Nghĩa Kiếp vẫn còn một con lọt lưới, đồ khốn đi chết đi. Khương Mậu ném cây kiếm đâm thẳng vào mắt con kiến tiêu diệt nó. Ngươi bị thương rồi, vết thương nhỏ không có gì đáng ngại lúc này máu của khương mậu thấm vào quả trứng của dị thú quả trứng cứ thế trong người của khương mậu phát sáng có chuyện gì vậy nó đang phát sáng quả trứng lúc này cũng nứt ra và tỏa một luồng ánh sáng vọt lên trời miệng kiếp cái quái gì vậy từ trong quả trứng tỏa ra hình ảnh của một con hung thú không phải là ấp trứng ra thần thú hung mãnh gì chứ quả trứng nở ra thì nhảy lên tay khương mậu một con thú nhỏ xuất hiện gọi khương mậu là ba ba thấy con thú biết nói làm khương mậu sợ xanh cả mặt bố ơi chúng ta đi tìm mẹ nhé này đây có phải thần thú hung mãnh mà ngươi nói đến không con mãnh thú này hình như lừa được ta rồi cô mau tới giúp ta với ở một bên khác đám đồng môn vẫn đang đi tìm cơ duyên cho riêng mình nhưng bị lạc trong rừng quá trình luyện chế của chúng ta đã bắt đầu ngay bên trong hẻm núi nhưng hiện tại lại thiếu hụt máu hiến tế ngươi đi dẫn họ qua đi ta hiểu rồi lối ra khỏi khu rừng này rốt cuộc ở đâu vậy tên văn bi lúc này mới đi ra dụ đám người này nói biết lối ra ở đâu ở đây có một trận pháp mê hoặc ta biết cách phá giải nó để đưa mọi người ra ngoài Thôi tập này kết thúc ở đây hẹn các bạn ở những video sau.